Heo mình nuôi, nuôi con này bạch riêng. Nợ nái hay là xuất Nái. chuồng? Còn hôm tháng trước thì xuất gần trăm con giá 18. Thôi hai con đầu thì em ra thì anh cũng chả ấy gì cả, em mua thì anh để cho em nó hợp lý thôi chứ không không thể như anh vừa nói được, bởi vì em lấy có hai con thì anh em mình cũng chả Không, hơn thiệt thiệt gì mà cả. là em kỷ niệm nhé. Đó là em kỷ niệm. Hai con Còn về nuôi hai con nó chơi về làm giàu mà hai con thì đúng không thể làm giàu được. đúng, nhưng mà Đó là mình em biết. phải nghe ngóng xem nào, mình phải nghe ngóng xem thế nào. Hai con thì không thể làm giàu được. Liên quan đến hai con của môi trường thế nào để phát triển tốt. Chưa về mà mình chưa lần nào chăn nuôi mình bác về cả ôm thì cũng hơi lo đấy. Đúng, Lo thiệt. con này em cho ăn nó cứ rúc rách, nó ăn cả ngày đấy, không lúc nó bé này không nên cho ăn nhiều cám đậm đặc quá, tại vì nó trọng thể của nó phải phát triển cân đối với cái bộ gân 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 cốt của hai bộ chân, nếu mà ở cái dạng béo phì là nó lười vận động là cũng cũng có cũng không tốt. Cảm này là đủ đảm bao nhiêu anh ạ? Đám này cám ấy thôi, cám độ đạm thấp mà. Cám này là cám mảnh, cám úm của gia cầm bình thường. Nhưng còn nếu mà em cho cám đậm đặc của mấy ngô vào nó nặng. Chân nó không 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 trụ thì được, có những Không thì con chân nó là giờ em mua nhiều thì em mua được. Nhưng mà quan trọng chưa lần nào mua nuôi ấy, cùng ôm về một đống của cũng lo. Đấy, đúng kinh nghiệm thì chưa có. đúng Đó là việc cái gì là người nhỏ. Mọi hôm nay em nói lợn thì em nuôi quá nhiều. Thế thì do cái giả này chưa gọi là chưa gặp. đúng rồi, bắt đầu bập vào năm nay à, Em 3 năm rồi. ba năm thì 2 năm trước thì kiếm rồi thì Kiếm nhưng chẳng mà sao ăn được bao nhiêu trả bấy nhiêu. chẳng 59 năm. Đầu tư nói chung là nuôi đầu tư nhiều hơn. đấy, nó uống nước vào cái máng như thế. Em lấy hai con thì để cho em chịu tám, góc độ em ra tận đây biết nhà biết cửa, bọn anh nhờ lại gì? Có hai con có gì đâu. Anh ba trẻ em hai con Đừng mở cái thùng xốp kia kìa. Đấy. Để em lấy cái xốp ra em bắt đi, tay em bắt cho nó có lộc. Đi tận từ trong ở chỗ đấy là Nghệ An à? em Hà Tĩnh Hà Tĩnh à? cái xã bây giờ mà nói chung là giai đoạn này là ngồi nhiều nhất là ăn đứng trên xe từ Mỹ Đình lên đây là đứng không có ngồi từ dọc từ bến xe nước ngầm mà lên đây cũng không có ngồi Đúng rồi. Anh thế đưa là đưa chưa đưa anh bịt cái này nó vào cho nó khỏi ra. Đang có khách đợi ở nhà. Bắt đi em, bắt con ở đây, bắt con nghỉ con nào nó nhanh nhanh ngộp ngộp thì em thả vào đấy đậy nắp đấy, con đấy được em uống đúng như anh ấy. Làm có lửa đi, nhìn con nào con chân, chân con này anh thấy con trống con má con này còn trống, con này còn trống đi không? để anh xem ra con má thế nào nói nó nuôi thì có cặp Cặp à? nuôi cho cặp nó nuôi cho vui mở đâu cái vui cái với hai hai nữa đi hai con này con má Đấy 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 con này không đấy, đấy không con ở giữa đấy con đấy. Đôi khi nó cũng buồn. Đấy. Đi lên kia cứ bê bê lên đi, bê thẳng lên đi, anh lấy băng dính lên kia anh bảo chị. Cẩn thận dẫm vào nó, cẩn thận
lên trên đấy thì anh lấy cái này anh chặn nó vào đã.